Xin chào tất cả các em khối 9 của trường Chu Giao An. Hôm nay chúng ta gặp nhau qua bài 6, tin học và xã hội. Chúng ta ôn lại kiến thức cũ một chút nhé. Có câu hỏi là có cần thiết phải lưu ý đến việc bảo vệ thông tin máy tính hay không? Cô nghĩ có và rất là cần. Vì máy tính thường xuyên gặp sự cố nên độ an toàn của thông tin lưu trong máy tính rất là thấp. Em nên làm gì nếu phát hiện ra máy tính của mình bị nhiễm virus? Em gọi điện thoại cho người thân hay là em gửi mail? Câu trả lời là sử dụng phần mềm diệt virus. Chúng ta vô bài 6 tin học và xã hội. Chúng ta sẽ bàn đến 4 vấn đề là tin học trong xã hội hiện đại, kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, con người trong xã hội tin học hóa. Vào 1, tin học trong xã hội hiện đại. A. Ứng dụng tin học ngày càng phong phú và phát triển. Em nhìn coi nè, ứng dụng trong quản lý vé máy bay, quản lý bệnh viện, quản lý thư viện, trong khách sạn, trong tự động hóa và điều khiển, như điều khiển dây chuyền sản xuất, điều khiển hệ thống phun nước, điều khiển hệ thống ánh sáng, điều khiển hệ thống đèn, trong trí tuệ nhân tạo, có robot làm việc nhà, robot trong công nghiệp, robot trong nông nghiệp và robot trong khoa học. Trong giáo dục, áp dụng những thành tựu của tin học và thiết kế thiết bị hỗ trợ học tập, phần mềm dạy học từ xa, vân vân. Trong giải trí, chúng ta có thể ở nhà học nhạc, học vẽ, xem phim ảnh, trò chơi, nghe nhạc, đánh cờ, vân vân. Trong truyền thông, chúng ta có thể xem TV trên truyền hình qua mạng. Như vậy, nhiều hiệu quả to lớn về kinh tế và xã hội, truyền bá thông tin và tri thức. Chúng ta vào phần B, tác động của tin học đối với xã hội. Tin học có tác động vào xã hội hay không? Câu khẳng định là có. Với hình ảnh hồi nãy cô cho xem, em thấy tin học rất là nhiều lợi ích trong xã hội. Vậy, tin học tác động như thế nào? Với cái dây chuyền lắp ráp ô tô được điều khiển tự động bằng máy tính, hay là kiểm tra chất lượng hàng hóa, tạo ra một phương thức giao dịch mới hiệu quả, tiết kiệm thời gian. Mặt tích cực của tin học đối với xã hội: tăng hiệu quả sản xuất, dịch vụ và quản lý, thay đổi nhận thức và cách thức tổ chức vận hành của các hoạt động xã hội, thay đổi phong cách sống của con người, thúc đẩy phát triển nhiều lĩnh vực. Những yếu tố này đã trở thành động lực và lực lượng sản xuất góp phần phát triển kinh tế và xã hội. Tin học có tác động tiêu cực hay không? Khẳng định là có luôn. Một số mặt trái của tin học và máy tính: dùng Internet để cá độ bóng đá, dùng Internet để chơi game online. Có những người nghiện game có thể trở thành kẻ sát nhân hoặc là chết mòn vì nghiện game. Ăn ngủ với game. Hiện tượng mạng xã hội, cảnh báo về giang hồ thời 4.0. Vân vân. Như vậy, tiêu cực: tình trạng nghiện game ở giới trẻ, trộm cắp, đánh nhau, thanh toán lẫn nhau theo kiểu xã hội đen. Một số biện pháp cần khắc phục: em phải biết phân chia quỹ thời gian hợp lý. Khi lên mạng, chỉ nên tra cứu những thông tin cần thiết, hữu ích, không xem những trang web đen, những trang web có ý nghĩa xấu, ảnh hưởng đến xã hội, như là trang web phản động, phim ảnh xấu, suy đồi đạo đức. Không tham gia các câu lạc bộ ảo xa rời với cuộc sống thật. Chơi những trò chơi dân gian trên mạng thay thế cho những game bạo lực để giải trí.
Số 2, kinh tế tri thức và xã hội tinh học hóa. A. Tinh học và kinh tế tri thức. Vậy kinh tế tri thức là gì? Kinh tế tri thức là nền kinh tế mà trong đó tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần của xã hội. Cái mối quan hệ giữa tinh học và kinh tế tri thức. Tinh học và máy tính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tri thức. B. Xã hội tinh học hóa. Em hãy nêu những cái lợi ích của xã hội tinh học hóa. Xã hội tinh học hóa là yếu tố quan trọng quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế. Số 3. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cô gợi ý em hãy trả lời câu hỏi thế giới đã trải qua mấy cuộc cách mạng công nghiệp. Câu gợi ý thứ hai, em hiểu cách mạng công nghiệp là gì? Để trả lời hai câu hỏi này, em sẽ hiểu là các nhà máy thông minh với các máy móc được kết nối Internet. Số 4. Con người trong xã hội tinh học hóa. Gợi ý nha. Từ máy tính và mạng Internet, qua không gian điện tử, qua tương lai của con người. Vậy, không gian điện tử là gì? Em tự tìm hiểu nha. Số 4. Con người trong xã hội tinh học hóa. Em phải biết bảo vệ thông tin cá nhân, có trách nhiệm với thông tin đưa trên mạng, xây dựng phong cách sống có khoa học, có tổ chức, có đạo đức và văn hóa ứng xử. Không phải mọi thông tin đưa trên Internet đều đúng và chính xác, cần phải cảnh giác. Ý là về bảo vệ thông tin cá nhân, em không nên đưa số điện thoại, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, những thông tin về thuộc về cá nhân của em đưa trên mạng. Em có trách nhiệm với thông tin đưa trên mạng là nghĩa rằng là ai hỏi vào vấn đề gì đó mà em biết thì em hãy trả lời, còn không biết thì không trả lời, hoặc là trả lời cách bậy bạ là không được. Xây dựng phong cách sống có khoa học, có tổ chức, có đạo đức và văn hóa ứng xử trên mạng, không gian ảo cũng như đời thực là em phải biết nói những lời lễ phép, điều hay lẽ phải. Rồi khi mà em tra cứu thông tin trên mạng, không phải mọi thông tin trên Internet đều đúng và chính xác. Em phải chọn lọc nhiều thông tin.